Tại Hàn Quốc, phương thức du lịch này được gọi là Chabak, kết hợp các từ tiếng Hàn có nghĩa là xe hơi và ở lại để mô tả xu hướng ngày càng tăng của việc cắm trại trên ô tô hoặc xe tải như một kỳ nghỉ thân thiện mà vẫn đảm bảo giãn cách xã hội. Các nhà bán lẻ cho biết những chiếc xe tải mini được trang bị bàn gấp và màn hình máy chiếu đang thu hút rất nhiều khách hàng. Ghế bên trong xe có thể xếp linh hoạt thành giường đôi, phần lều trại có thể chứa được hai người. Nội thất của xe cắm trại kiểu này ngày càng tinh vi hơn. Ngoài trời, mọi người muốn thoải mái như ở nhà. Hiện tại, đơn đặt hàng, hàng của các công ty sản xuất ô tô cải tiến lớn của Hàn Quốc đã đủ. Một số khách hàng thậm chí còn phải chờ một năm. Những chiếc xe cắm trại chủ yếu được sửa đổi tùy chỉnh từ xe ô tô thông thường. Một chiếc ô tô và phí sửa đổi có giá khoảng 25 triệu won, tức là khoảng 21.700 đô la Mỹ, tương đối hợp túi tiền của người tiêu dùng trẻ tuổi ở Hàn Quốc. Đồ cắm trại quá to và nặng, thật phiền phức khi phải mang vác vào mùa hè và phải đóng gói trước khi về nhà, rất mệt. Sẽ tiện lợi rất nhiều nếu có một chiếc xe tải cắm trại có thể chở được nhiều thứ. Để hỗ trợ hơn nữa sự phát triển của ngành công nghiệp cắm trại, Bộ Đất Đai, Cơ sở Hạ Tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc đã từng bước dỡ bỏ các hạn chế cho phép xe tải chở đồ và xe cắm trại cải tiến tham gia vào thị trường cho thuê.